Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy Mỹ ha. Phôi bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị, hàng to quái đẹp ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ. Phôi đầu tiên là mã số là 189. Cô chú anh chị mình xem cái cũ nè, nó đặt cứng ngắc luôn ha. Nó tuy cái hoành cổ thì nó hơi nhỏ ha, nhưng mà từ đây xuống đây ha là nó đều gan luôn, nó đặt kẹo. Hàng này cũng hiếm ha. Rồi, cây mã số 189 là cây đầu tiên. Cây này có hoành là 26 ngay vị trí này nghe cô chú anh chị. Chiều cao là 72, đế nôm là 50. Cái hoành ngay vị trí này là 50 ha. Rồi, cây mã số 189. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 ha. Cây này thì nó bị chạy đây nha, nó bị chạy ngay chỗ này, 1.900.000 bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, tiếp theo tiếp theo 190. Cái cũ nè cô chú anh chị, em thấy cũ quái đẹp luôn ha, cốt cành ha. 190, cây này là hoành là 30 hoành ngay cổ này ha. Chiều cao là 66, cao 66, đế nôm là 48 ha. Đó, đo theo cái vòng cung nha cô chú anh chị. Cây này thì nó bị chạy ngay chỗ này ha cô chú anh chị. Rồi, mã số 190, cây này giao lưu là 650.000 cô chú anh chị ơi, 650. Cây này cốt cành đẹp ha, củ cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây, 191. Cây này hoành là 28, chiều cao là 60, đế nôm là 48 ha, 46, đế nôm là 46 ha cô chú anh chị. Củ đẹp, cốt cành cũng đẹp luôn ha. Rồi, 191, cây này giao lưu là 700.000. 700.000 bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cây này có gọng chữ C này cũng khá đẹp ha. 192, cây này có hoành là 25 hoành ngay vị trí này ha. Chiều cao là 67, đế nôm là 46. Rồi, mã số 192. Cây này giao lưu là 600.000. 192 600.000 nha cô chú anh chị. Bao ship luôn ha. Một cây chân dài. Chân dài quái luôn ha. 193, cây này hoành 23 thôi. Chiều cao là 60, chiều dài của nó là 64. Nôm là 50 nha cô chú anh chị. Chiều dài của đế nôm này là 50 ha. 193, cây này 500.000 thôi cô chú anh chị ơi. 500.000, cây quá đẹp luôn ha. Hai thằng nó dặn lắc rất là đẹp luôn. 500.000. Tiếp theo 194. Quái nha. Đó, một cây đổ treo. Đổ treo ha. Rồi, 194, cây này là hoành ngay vị trí này là 20, chiều cao là 70, đế nôm là 55 nha cô chú chị. Đế này nôm rất là cao ha.
Rồi 194, cây này giao lưu là 500.000 cô chú anh chị ơi. Cây này cũ khá là to ha. Cây này hoành 30, chiều cao là 61, đế nơm là 41 nha. Đế nơm 41. Rồi 195, cây này giao lưu 750.000 cô chú anh chị. 750. Cây một cốt quái luôn. À, có đế ha, à, một cốt. 196, cây này là hoành 18 ha, ngay vị trí này là 18 ha. Chiều cao là 67, đế nơm là 58 nha. Đế là từ dưới mặt bàn là theo cái dòm đường cong này là 58. Rồi 196, cây này 600.000 của chú anh chị. 600.000. Một cốt rất là đẹp ha. Này mình chơi đổ cũng được luôn. Cái form này mình chơi đổ cũng được ha cô chú anh chị. Đây em quay cái gọng đổ cho cô chú anh chị mình xem ha. 600.000. Rồi tiếp theo 197. Cũng một cây gọng đổ treo nữa nè. 197, cây này là hoành 19, chiều cao 60, đế nơm 45. 197, cây này 400.000 cô chú anh chị ơi. 400.000. Ồ cái cũ nó bó cứng ngắc nè ha. Đó, cũ y gan như cây một cốt vậy, bó cứng ngắc luôn. Rồi 198, cây này là hoành 24, chiều cao là 65, đế nơm là 49 nha. Nói cây này thì nó bị chày nhẹ cái đường này nha cô chú anh chị. Rồi 198, cây này giao lưu 500.000. 500.000. Nha. 199 thì cái này cái hoành ngay cái chỗ này nè. Tại cái này một cốt ha, một cốt chỗ này nó phì ra. Cái chỗ này là 37, cái chỗ này thì 22 ha cô chú anh chị. Chỗ này là 37 nè, một cốt này ha. Chiều cao á là 67, đế nơm á là 47. Đó. Tới đây là một cốt ha. Chỗ này là một cốt nha cô chú anh chị. 197, cây này 600.000 của chú anh chị ơi. Bao ở 199, 600.000. 199 ha, 600.000 bao xếp. Cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Cây này mình chơi đổ được ha. À, đổ được luôn. Rồi mã số 200, cây này là hoành 24, chiều cao là 55, đế nơm là 42. Mã số 200, cây này giao lưu là 450.000, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.